Hello, Minh Anh chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì Minh Anh lại tiếp tục gửi đến anh em một cái miệng mẫu nhuộm. Tóc của bé này đã nhuộm màu xanh đen anh em nhé. Đã nhuộm màu xanh đen cách đây được 2 tháng đó, thì nó vẫn còn ánh xanh đen. Thấy chưa, anh em vẫn thấy cả, để ý là anh em vẫn thấy ánh xanh và là hơi bật sang màu rêu một chút rồi đó. Rồi thì hôm nay thì Minh Anh sẽ làm một cái mẫu tóc cho bé gái này là nhuộm màu rêu ánh khói anh em nhé. Rêu ánh khói thì trước tiên nhuộm, đã nhuộm ra cái màu màu mục tiêu màu rêu ánh khói thì Minh Anh đang phải sử dụng bột tẩy anh em nhé. Sử dụng bột tẩy là một bột tẩy và 2 oxy, và Minh Anh đang sử dụng là oxy 9 anh em nhé. Một bột tẩy và 2 oxy, 1 2 nhé anh em nhé. Thì trước tiên là mình muốn nhuộm ra được cái màu màu rêu ánh khói thì Minh Anh sẽ phải tẩy đến tông tông 75 cho đến tông 8 anh em nhé, để mình nhuộm ra cái màu rêu ánh khói. Thật ra cái màu này thì năm nay thì đang những cái màu lạnh lạnh hay cái màu sữa sữa thì năm nay thì nó đang rất hot. Rất hot, hot cực kỳ luôn ấy. Thì anh em pha mình tẩy như này xong ấy thì anh em vẫn uốn nhuộm được thoải mái anh em nhé, vẫn uốn ép được thoải mái anh em nhé. Vì mình tẩy một bột tẩy và 2 oxy thì nó không làm ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc của tóc nhiều, nó không bị khô sơ nhiều. Đây là một ngày làm việc của Minh Anh đang làm việc. Chị này là đang nhuộm, chị bên thì uốn, chị trong nữa thì cũng đang nhuộm, và chị này nhuộm xong rồi đang chờ cắt. Và một ngày làm việc của Minh Anh. Ôi, thanh niên này sướng cười tít mắt. Tóc của bé đang sấy đấy là chuẩn bị uốn anh em nhé. Chị đang ngồi chờ uốn. Thì Minh Anh vừa mà vào thuốc tẩy xong thì đối với cái tóc này thì đối với thuốc tẩy Minh Anh đang tẩy thì Minh Anh sẽ lưu thuốc trong vòng 45 đến 50 phút anh em nhé. Rồi ok, sau khi mà đã đạt được 40 đến 45 phút rồi thì nó sẽ được ra cái màu màu vàng như này. Màu vàng tông tông 75 này, tông 75 đến tông 8. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Màu đều chưa? Mà nhân dịp năm mới 2021, Minh Anh xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp ở trên toàn quốc một năm mới sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng anh em nhé. Nhớ like và bình luận cho Minh Anh nhá. Ồ, ok. Sau khi mà Minh Anh đã tẩy xong và mình đi khử kiềm gội thì nó sẽ ra được cái màu vàng như này. Và cái tóc này là Minh Anh là rồi nhá anh em nhá. Là rồi nhá. Tóc này Minh Anh là. Thì đối với những cái tóc mà mình vừa tẩy xong ấy thì Minh Anh trước khi nhuộm thì mình đều là. Là xong trước khi nhuộm. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng màu 7.12. 7.12 là màu khói ánh rêu anh em nhá. Và màu 7.1 nó là màu khói. Và màu 011 nó là mix khói. Và 1.10 nó là màu black blue, màu xanh đen anh em nhé. Thì sau đó thì Minh Anh sẽ sử dụng màu 7.12. 7.12 là 50% anh em nhé. Mình cứ nói như vậy để cho anh em dễ hình dung. Dễ hình dung. Chứ còn anh em tham khảo, anh em kích vào cái phần, anh em tham khảo về công thức và tỷ lệ, anh em kích xuống cái phần mô tả nhé. Mình sẽ để phần hướng dẫn ở phần mô tả thì anh em kích vào đó xem. Đấy, mình chỉ cần sử dụng màu 7.12 là như vậy thôi. Minh Anh thì thường thì ngày trước mình hay dùng cân, nhưng bây giờ thì mình toàn ước lượng thôi. Nhưng mà da thì màu vẫn là ok, nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nên là anh em bóp thuốc thì nhìn trực tiếp vào Minh Anh là bóp luôn nhé. Sau đó mình sẽ sử dụng màu 7.1. 7.1 tỷ lệ bằng màu 7.12 anh em nhé. Tỷ lệ bằng nhau. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng màu, đây là màu art của Colorway, màu art 011. 011 thì anh art anh cho ấy, thì nó sẽ rất mạnh và khỏe anh em nhé. Chứ còn nếu mà anh em mà thích mà ánh nó rêu nó mạnh hơn thì anh em sẽ sử dụng màu mix 019. 019 thì nó sẽ thiên về khói rêu anh em nhé. Còn đây là Minh Anh đang sử dụng màu mix khói 011 thì nó chuyên về ánh cho nhiều hơn, nó thiên về ánh cho nhé. Và mình sẽ sử dụng màu 1.10. Đấy, anh em thấy chưa?
Mình sẽ sử dụng màu 1.10 anh em nhé. Màu 1.10 nó là màu green blue. À sorry anh em, vừa cầm cái màu green blue ra lại nói nhầm. Cái màu 1.10 nó là màu black blue anh em nhé. Màu black blue nó là màu đen xanh nhé. Còn anh em mà không có màu 1.10 này thì anh em sử dụng màu 4188 hoặc là màu 2888 cũng được anh em nhé. Và sau đó thì mình sẽ mix thêm một chút green blue. Đấy, anh em play lại để xem công thức nhé. Mình sẽ mix thêm một chút green blue là 15%. Thì tông 8 thì mình sẽ sử dụng 15g mix. Nói chung là chả biết bao nhiêu gam, mình cứ mix. Đó. Chỉ cần như vậy anh em nhé. Và cái màu cái màu black blue mình cho vào để làm gì? Mình cho vào để cái màu nó đậm hơn và sâu màu hơn và bền màu hơn anh em nhé. Và sau đó mình sẽ sử dụng oxy 3. Sử dụng oxy 3 làm từ chân ra ngọn luôn. Anh em thấy thuốc nó đặc không? Thuốc của Chico này thì nó rất đặc, nó đặc và nó dai. Chứ còn nếu mà cứ những cái thuốc mà rẻ rẻ ấy, tầm trung trung ấy, thì anh em bóp vào nó sẽ bị lát. Cái thuốc nó rất lát. Nhưng cái thuốc nó có thương hiệu một chút thì cái thuốc nó sẽ rất đặc, rất đặc và rất dai. Đó. Và sau đó thì mình sẽ vuốt từ chân ra đến ngọn luôn anh em nhé. Mình sẽ vuốt từ chân ra đến ngọn luôn, đảm bảo với anh em là màu không bao giờ bị sập, tí nữa vẫn đều ra tăm tắp luôn anh em nhé. Nhuộm những cái màu thời trang hay là những cái tông lạnh như này anh em nhé, thì anh em làm quan trọng nhất là cái lèn nó đẹp rồi ý, thì anh em mà làm đúng theo cái công thức ý, thì sau ra thì cái màu nó sẽ rất đẹp, nó rất chuẩn và nó rất đẹp. Đó. Cái màu này thì màu hôm nay mình anh sẽ nhuộm màu rêu khói này, thì mình chỉ cần cái tóc mình nâng sáng lên tầm độ tông 75, 7.5 hoặc là tông 8 là nhuộm màu này ok rồi nhé. Thì anh em để ý thì mình anh tẩy, anh em để ý thì mình tẩy, mình cách chân ra nhá, thì khách hàng nó không bị rát, khách hàng sẽ không bị rát và không bị sót. Đó. Vừa bôi xong màu đã bám bám vào đấy anh em nhé. Chứ còn tẩy mà bôi sát vào da đầu ấy thì sẽ rất rát và khách hàng không chịu được. Đó. Còn tẩy như này ấy, thì khách hàng lần sau ví dụ như là vẫn đến mình nhuộm thì không sao, nhưng mà ví dụ lần sau mà đến chỗ anh em khác mà nhuộm mà mình bôi sát vào da đầu ấy, thì khách hàng rát, rát thì khách hàng không thích đâu, đúng không? Nên là anh em cách ra nhưng mà mình vẫn nhuộm đều từ chân đến ngọn. Còn đợt này thì mình anh sẽ cho thuốc sát vào chân anh em nhé, sát vào chân thì nó rát, thì nó chỉ rát một lần thôi, rát nhuộm nó khác và rát tẩy thì nó rát lắm. Anh em thấy chưa, màu nó lên này. Đó. Ok chưa, màu rất đậm và sâu anh em nhé, rất đậm và sâu. Vào cái phần chân tóc ấy, chân tóc thì chút nữa thì mình anh vẫn phải hơi ghim lại một chút bằng cái màu 1.10 anh em nhé, màu black blue. Đó. Còn anh em mà cũng không có màu black blue thì anh em sẽ sử dụng màu 4188 hoặc là 288. Đó, mình anh vừa bôi xong ấy. Vừa bôi xong thì đối với cái tóc mà mình vừa bôi xong ấy thì cái thuốc này nó hơi đặc một tí nên là mình anh sẽ sử dụng bình xịt nước và mình sẽ xịt vào để mình kéo những cái thuốc nó tan ra mà nó đèo ra. Tan ra mà đèo ra thì cái tóc ấy nó thẩm thấu, nó được đèo nhau hơn thì sau ra thì cái màu nó đèo nhau. Chứ còn lại nói về cái vấn đề mà tại sao mình lạ ra để cho cái sợi tóc nó thẳng. Cái tóc nó thẳng thì mình vào thuốc này thì cái màu nó sẽ bám đều nhau và đẹp anh em nhé. Chứ còn nếu mà anh em để ý những cái hình tóc, dạng tóc mà bầu dục ấy, cái dạng tóc bầu dục mà thậm chí nó đang thẳng sau nó lại xoăn. Đó, nó đang thẳng nó lại xoăn, mà đôi khi mà mình vuốt vào thuốc xong ấy, mà mình không để ý, mà mình vuốt nhanh quá ấy, mình vuốt nhanh quá mà thuốc nó bị khô ấy, thì chỗ nào ở cái mặt tròn ấy thì nó sẽ thuốc nó vào nó sẽ đậm và cái mặt nào nó sẽ bị xoắn ấy thì thuốc nó sẽ không vào được đến nơi, thì sau ra thì nhiều khi là mình nhuộm xong một cái đầu ấy thì có chỗ thì màu nó sẽ ra và có chỗ thì màu nó vẫn còn hơi vàng vàng, màu nó bị lon. Anh em để ý nhá.
như là cái thuốc này nó đặc thì Minh Anh sẽ xịt nước vào. Xịt nước vào thì nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình mà hoạt động của thuốc và oxy, vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Mà màu và thuốc nó sẽ tan, nó sẽ đều, nó sẽ đi vào từ bên trong tất cả các hướng của cái tóc, thì sau ra cái màu nó sẽ đều đẹp, mà màu nó sẽ chuẩn. Sau khi mà đạt thời gian và Minh Anh đã chấm vào cái phần chân để cho ghim lại cho nó đều, thì sau khi đạt thời gian thì màu đã ok, đạt ok, thì sau đó mình sẽ đi xả anh em nhé. Đấy, kết quả đây anh em ơi, thấy chưa, phê chưa, màu đều từ chân ra ngọn luôn anh em nhé. Rêu anh khói, tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Phê nhức người luôn ấy. Anh em thấy chưa, ánh khói nó lên cũng rất chi là mạnh ấy. Ánh khói nó lên rất chi là mạnh. Đó, rêu khói anh em nhé. Cái màu này cái màu này năm nay thì năm nay các bạn trẻ rất chi là chuộng những cái màu lạnh lạnh như này. Lạnh lạnh như này hoặc là màu sữa sữa. Đó. Thì anh em cứ làm muốn nhuộm ra được cái màu như này thì anh em trước tiên là mình làm cái làn lên tông 7.5 hoặc là tông 8, và sau làm theo cái công thức của Minh Anh. Đó. Rồi. Thì ra thì sẽ được cái màu như này. Ok chưa anh em? Vậy nhá. Năm mới Minh Anh gửi lời chúc tới tất cả anh em thành công nhá. Nhớ like và đăng ký ủng hộ Minh Anh nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye. I'm here with it.